Chào các bạn lại đến với kênh Picnic Anh Voi. Nhưng mà hôm nay chúng mình sẽ không quay anh voi nữa, mà chúng mình sẽ quay phim. Ta-da-da! Nhưng mà tập này thì tôi chưa thể, tôi sẽ giới thiệu phim cho mọi người. Phim này chỉ là phim thơ ca nhưng mà đây là phim chiếu bóng. Nghĩa là lấy đèn pin xong rồi mở sách ra nè. Mở quyển sách ra nó như thế này nè. Đấy, xong rồi mình sẽ dùng đèn pin chiếu vào cái chữ, cái ánh của đèn pin nó bay lên chỗ này nè. Thế là chúng ta sẽ bắt đầu quay nè. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu phim này, phim thơ ca này là gì đây? Sách chiếu bóng, các bạn động vật nuôi. Thì các bạn có thể tìm mua ở hiệu sách. Nha. Đây. Đây, vâng, rồi đây là hướng dẫn sử dụng của tôi, chờ tôi một chút. Đây, hãy cùng xem phim chiếu bóng. Tôi sẽ, đó, rồi, khi nào, rồi tập sau chúng ta sẽ bắt đầu quay nhá. Mà tập này thì chúng ta sẽ nói chuyện cùng với chị gái mịn ướt của anh Picnic Boy ấy. Mà mọi người không nhớ tôi đúng không? Nhớ tôi không? Nhớ tôi nhá. Có nhớ tôi không ạ? Không nhớ tôi thì... ăn một cái ngon lành luôn. Nhớ thôi không? Nhớ hàm răng này không? Nhớ thôi. Mơ đi nhá. Này, em gái bố léo. Trời ơi, em gái tôi đó. Tôi là chị cả. Em gái bị hóc ngoa. Em gái nhà tôi nè. Chào các bạn nha. Video sau chúng ta sẽ bắt đầu quay video. Chúng ta sẽ quay phim cho các bạn xem.